Lần đầu đóng vai lính cứu hỏa, các diễn viên của Đi về phía lửa ngỡ ngàng như thế nào? Bộ phim này được quay 80% là ngoài Đà Nẵng. Tập luyện dưới cái nắng của Đà Nẵng, mà nắng miền Trung thì mọi người biết rồi. Và khoảng tháng 7, tháng 8 thì không khác gì là ở trên cái giàn lửa đang thiêu, cực kỳ nóng. Một cái bộ phim đầu tiên mà nó khiến cho Phúc phải kiệt sức đến mức nằm lăn ra, không thở được. Lúc đầu là sản xuất sợ là em không vượt qua nổi khóa huấn luyện để đi bắt đầu phim. Tập luyện cũng như là chạy độ hình cùng với các anh chiến sĩ thật ở đó. Anh và mọi người được các chiến sĩ dạy cho cách xách lăng chạy này, rồi lắp ống này, rồi tư thế cầm làm sao cho chuẩn này. Mọi người cứ nghĩ rằng là khi đám cháy cầm vào xịt xịt ra xong mà no way, hoàn toàn sai. Mọi thứ nếu sai kỹ thuật coi như là tự giết mình. Cái cách cầm mà sai thì lửa thì nước không lên được cái chỗ phần lửa mình cần dập. Mà nếu mà lắp sai nữa thì nước cũng không thể đi được. Thế nên mọi kỹ thuật mà phải vừa nhanh vừa chuẩn xác, mọi thứ mà Thanh và mọi người tập cực kỳ nhiều luôn. Mình cũng hít khói rất là nhiều, thấm mệt với những cái bộ đồ chuyên dụng của lính cứu hỏa. Quay những cảnh tưởng là rất là đơn giản, là khi mà lên phim khán giả có thể thấy được là chỉ là những cái cảnh mình chạy ra chạy vô, rồi mình bế người bị nạn chạy lên cầu thang rồi chạy xuống cầu thang. Nhưng mà thực sự khi mà mình làm những cảnh đó không còn sức. Rồi anh em còn nói đùa nhau rằng có lẽ là sau đợt này về thì bọn mình có thể được cấp bằng gọi là lính cứu hỏa rồi, nghiệp dư được rồi đấy. Các kỹ năng ví dụ như là từ mặc đồ cứu người, sơ cứu người hay vác người như thế nào, Thanh và mọi người được học hết. Ngay cả bạn Thu Anh, một trong những diễn viên nữ duy nhất của phim, cũng phải thực hiện những cảnh quay đấy hết. Không bao giờ mình nghĩ là ồ, mình là con gái nên là mình sẽ làm ít hơn hay là mình sẽ yếu hơn. Mình luôn luôn nghĩ là nó cũng giống như nhân vật lính cứu hỏa thôi, là khi mà mình là lính cứu hỏa rồi, khi mà mình ở trong quân đội, mình ở trong công an rồi thì nam nữ như nhau, không có một cái sự phân biệt nào hết. Và khi mà mình đi cứu người rồi đâu có phân biệt được đâu là nữ, đâu là nam nữa đâu. Và mình cảm thấy là mọi người làm sao thì mình cũng phải làm y như vậy. Mình phòng cháy chữa cháy của đội BC07, mấy anh giúp đỡ cho đội diễn viên rất là nhiều, và nhờ cái sự giúp đỡ của mấy anh mà dàn diễn viên của tụi em có thể tiếp cận gần hơn với cái nghề lính cứu hỏa, có thể hiểu hơn về cái từng tính cách, từng con người của cái nghề này nó như thế nào. Đó là mới chỉ kể về cái vấn đề của các diễn viên thôi nhá. Còn những diễn viên quần chúng khác, mặc dù là diễn viên quần chúng thôi nhưng mà họ cũng phải chịu khổ y chang như là các diễn viên chính luôn. Họ cũng phải họ lao đầu vào lửa, cũng phải trong khi là diễn viên chính chúng tôi còn được đeo bình oxy, còn những người khác thì họ chỉ được dùng một cái khăn tay hoặc có khi không được dùng gì mà chạy ở trong cái đám khói đấy rồi, cực kỳ tội, cực kỳ khổ luôn.